Ồ, tuyết cũng gùi á? Gùi ít thôi. Quý khán giả thân mến của kênh Về Miền Tây Bắc nhá. Vừa nãy thì mình có đi vắng một chút, nhưng mà về đến nhà thì gia đình Dín thì không ai ở nhà cả. Gọi điện cho Dín thì Dín gọi sang bên kia đồi. Chị em Dín đang lấy củi bên đó các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ vượt qua một cái cánh đồng ruộng bậc thang này, sau đó là leo lên trên đồi kia để xem cái công việc hái củi hàng ngày của các em ra sao nhá. Xin mời mọi người đồng hành cùng mình. Mình leo lên ngang chừng núi rồi các bạn ạ. Đấy, phía xa xa kia là ngôi nhà của gia đình em Dín mà chưa thấy Dín đâu cả. Tiếp tục cứ đi theo con đường mòn này thôi. Gọi điện cho Dín, Dín bảo cứ đi theo con đường mòn này là lên. À kia này. Kia sao ạ? À hình như cái tuyết ạ. Tuyết à? Ố? Chị Dín đâu? Tuyết mặc áo hôm qua anh mang lên đây à? Hả? Hơi rộng nhỉ? Ôi, quần áo này là của bạn lớn rồi. À cả bà nữa à. Dín hái hoa gì đấy? À Tuyết. Tuyết hái hoa gì? Hoa gì đấy? Không biết à? Hoa cải. Em đi chơi ngoài này. Còn Dín với bà thì bên kia. Sang bên bà một tí. Xem đây. Đó, Tuyết chạy trước đi. Ồ. Anh đi nhầm đường Dín ơi. Đường Dín thấp kia anh chả đi, anh leo lên quả đồi đi. Chết rồi, áo anh lại để ở trên ngọn cây ở chỗ lưng chừng đồi rồi. Tí nữa phải quay lại đường cũ để lấy. Nóng quá phải cởi áo dép ra. Bác đi ăn cỗ về thì à? Bác trai vẫn chưa về à? Ừ, chỗ này dốc quá. Ừ. Củi này là xin người ta hả em? Ồ, đồi nhà mình á? Dạ, thì những cái củ gỗ to này cũng là của nhà mình á? À. À. Ồ. Thế còn cái nương chọc ở dưới này thì là của ai? Của nhà mình hết à? Đây cả một cái sải đất hơi sườn sườn dốc này thì nhà Dín để trồng đậu. Dín sáng nay mấy giờ học về? 11 giờ rưỡi thì tan học. Ừ, thế hơn 11 giờ một tí thì anh đi ra huyện để bắt wifi. Ô, video hôm qua anh trao quà xong là tặng quà chú Hùng, anh em FVLC gửi tặng em 3 triệu. Anh cái thẻ nhớ nó bị lỗi, bị mất rồi nên là bây giờ không biết là lấy cái gì để đăng nữa. Cứ bó vào đây xong là gánh về dần hay là mỗi hôm chỉ lấy một bó thôi? Gánh về dần. À. Bình thường là bao nhiêu lâu thì phải đi lấy củi một lần gì? Khi nào mình dùng hết thì lấy. Nhưng mà thường thường ấy. Khoảng... không biết nữa. À. Mình lấy mà cũng được. Ờ. À. Cứ đun hết lại đi lấy nhỉ? Được. Cái tấy gì này? Đây. À. Cái tấy gì này? Đây. Củi này đun mới chất lượng này. Đây là hai cái chổ bà nội và Dín đem lên đây để một lát nữa gánh củi về. Mình nhìn cái hình ảnh này thì rất là nhiều rồi, một lát nữa sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng xem nhé. Cái này cũng quay rất bắn rất là nhiều ở cái chợ phiên đấy. Ngoài ra thì có cái củi tấu nữa. Còn tiếng phổ thông thì em Dín lại không biết dịch ra là cái gì. Nó kiểu như cái quang, cái gánh của người Mông thôi, điệu trên lưng đó. Không mặc áo mỏng đi, mặc áo dày này đi cho chết nóng. Đó. Không mặc áo trong à? Em không. Ồ. Anh mặc áo gì?
Cái áo ấy, áo phông viếc như kiểu anh đang mặc này. Em lại không mặc cái đấy. Ồ. Anh lúc nào đi anh cũng phải dự phòng một cái áo rét thật dày, một cái áo mỏng. Ví dụ như đeo đồ hôm nay là phải cởi ra ngay. Hôm nay hừng nắng rồi các bạn ạ. Buổi sáng ngày hôm nay thì các anh ấy đã vận chuyển xi xuống rồi. Và buổi chiều thì cả làng lại có cỗ, thế là công trình phải tạm gác lại buổi chiều. Sáng mai sẽ tiến hành chở tiếp vật liệu và cũng như là đào móng. Tuyết nhặt được nhiều chưa? Ném hết xuống đây cho chị Dín bó. Hôm nay có bà đi thì sẽ gánh được nhiều hơn rồi. Mỗi lần là chỉ mỗi Dín gánh được thôi các em là sao gánh được. Anh có làm được không? Có gánh được không? Nhưng mà ít thôi. Nhưng mà tuần này em có phải đi học hôm nào cả ngày không? Hay là học mỗi buổi sáng thôi? Mai. Mai học cả, ngày à? Học hết tuần này đừng nghỉ Tết nhỉ? Mấy chị em ăn trưa chưa? Về ăn cơm, kịp ăn cơm không? Ăn rồi anh ăn. Anh bây giờ đang giảm béo ngày chỉ 2 bữa thôi, sáng với tối. Không đói à? Không. Sáng nay mất video buồn quá, chả nghĩ đói. Tìm mãi ra anh Huyện. Ra Huyện bắt wifi để anh lấy phần mềm về để lấy lại dữ liệu ấy, nhưng không làm được. Cái này nếu mà thuê người ta làm, người ta lấy lại là được đó, nhưng mà mắc lắm. Mất rất là nhiều tiền thì mới có thể giữ dữ liệu mà cái thẻ nhớ nó bị lỗi. Nhìn bà vẫn chuyên nghiệp nhỉ, bao nhiêu năm. Ôi bó to này tí Dín sao cánh nổi. Tí cho anh thử điệu cái này tí nhé, xem có viết không. Trên anh toàn vác thôi, vác một bên vai ấy, hoặc là lấy đòn gánh gính chứ không được gùi quẩy này bao giờ. Vác trên vai cũng được, gánh này nó sẽ dễ hơn đúng không, mình điệu sau lưng mà, chưa vác thì lệch một bên vai ấy. Ngày nhỏ anh cũng hay đi lấy củi lắm, nhưng mà trên anh cũng không đa phần là đi lấy củi lứa với cái củi mua về thôi, để nhóm bếp thôi. Chứ cũng không, nhà không có đồi nên là không dám lấy củi to, chỉ đi mót củi nhỏ. Ngày xưa thực ra là mấy chị em cứ thích đi đó chứ. Chứ có đun đến mấy củi đâu, mấy chị em anh á cứ thích đi xong để chơi á. Nên chừng lấy các bạn thấy bạn bè đi mình cũng đi theo thôi. Trên nhà có đun mấy đâu, còn chưa chắc đã đun đến đấy. Đó, tí nữa sẽ đi xuống cái sườn dốc này mọi người ạ. Vừa nãy thì mình đi nhầm đường, bên kia thì dốc hơn, còn cái sườn dốc này thì cũng khá là dốc đó, nhưng mà nó sẽ dễ đi hơn nhiều. Nó lăn củi xuống tận dưới chân kia là được một đoạn thôi. Nếu mà củi gỗ tròn thì lăn được đấy, lăn xuống tận dưới kia. Đây thì mình sẽ không đỡ Dín đâu, mình sẽ tủ lát nữa thì mình gánh thử xem sao thôi. Chủ yếu là sẽ quay lại ghi hình lại cuộc sống của bốn chị em, như là của ông bà Dín diễn ra thường ngày như nào thì mình sẽ ghi hình thực tế như vậy. Hôm nay có nắng rồi, những cơn gió se se nữa, thời tiết rất là dễ chịu, không ẩm ướt như vài hôm vừa rồi.
mong làm sao mà từ giờ đến Tết nó nắng đi để có thể tiến hành cái công trình nó thuận lợi. Xếp củi to xuống dưới trước đúng không? Xong là xếp củi bé lên. Rau quắm thì rất là lợi hại mọi người nhé, để phát rừng, phát đồi, phát lương, hoặc là thậm chí là làm cỏ ruộng, bờ ruộng cũng được. Nó đấy, cái chuôi nó dài phát thích lắm. Đến ra Tết thì mùng mấy là bắt đầu làm ruộng ở gì? Ra Tết đi, mùng mấy bắt đầu làm ruộng? Gieo mạ. Chưa thì gieo mạ nhỉ? Em hỏi bà xem nào. Bởi vì bà nội nói tiếng phổ thông thì câu nghe được, câu nghe không, nên là thường thường là mình ở đây mình giao tiếp mà chủ yếu với Dín. Cũng nói chuyện, nếu mà nói chuyện thì nói chuyện ngắn gọn thôi các bạn ạ, ngắn gọn xúc tích thì ông bà sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu mà nói chuyện như bình thường mình hay giao tiếp với Dín thì ông bà không hiểu đâu. Em Phong thì sáng nay dậy thấy hỏi không đi học à, em bảo đau đầu. Nên đến trưa thì thầy giáo lại xuống gọi là đi học rồi. Phong với cả anh thì học cả tuần luôn. Đa phần là học từ đầu tuần đến cuối tuần mới về. Còn thi thoảng thì nhà có không có việc gì thì giữa tuần được về. Thế còn Tuyết? Tuyết học sáng với chiều về nhà. À, Tuyết là đi lại đúng không? Tuyết thì học sáng rồi chiều về, giống chị Dín. Tuyết không đi hái hoa nữa à Tuyết? Không. Bốn chị em Dín thì hay lắm. Nhìn cái hình ảnh này mình nhớ được cái tuổi thơ của mình. Gia đình mình cũng có ba chị em. Dín đi đâu là cũng đưa các em đi hết đó. Đi tất cả bất cứ công việc gì, từ công việc nhà lấy củi hoặc là vui chơi cái gì đều đưa em đi theo. Mấy chị em tình cảm lắm. Tuyết hôm nay đi học được mấy điểm Tuyết? Hôm nay có điểm không? Tuyết thì hiền ít nói lắm. Xung quanh bản làng của Dín thì không gian đẹp lắm các bạn ạ. Nó yên bình thanh bình, chả có tiếng xe cộ gì đâu. Toàn những cái dãy núi trùng điệp, có cả những cái cánh rừng nguyên sinh ở phía xa kia nữa. Mai thì bà và em Dín sẽ phát hết cái chỗ cái ngọn cây này, xếp gọn vào, và một lát nữa thì sẽ gánh hai bó về trước, xong là mai lại lên gánh tiếp. Anh cứ dùng cái từ gánh nó quen này gì nè. Cái đấy gọi là gùi hay điệu nhỉ? Gùi, gùi củi chứ nhỉ. Hôm qua anh ngồi nói chuyện với ông bà bảo là 28 Tết làm bánh. Làm cả bánh chưng với bánh gì ấy. Bánh gì của người Mông mà hay ăn ấy. Bánh gì hay ăn Tết đây? Ông bà bảo anh ở đây đi ăn Tết, xong ông bà làm bánh cho anh mang về. Thì ở đây luôn đi. Ôi, làm sao mà ở được đến Tết.
anh ở với bố mẹ. Thế yeah. Mẹ anh có biết làm bánh không? Nhà anh có hai nhà, nhưng mà ở chung, còn là một nhà để nguyên để thờ thôi. Bánh á, bánh nhà anh chỉ làm bánh chưng thôi. Em biết bánh chưng không? Biết bánh chưng không? Trên anh thì chỉ ăn bánh chưng thôi. Mẹ anh thì không biết gói. Ở nhà thì chỉ có bố anh với cả chị cả anh là biết gói bánh chưng thôi. Tất cả công việc ở trên anh ấy, tất cả công việc hầu như là nam giới đều làm hết. Phụ nữ là cũng làm nhá, nhưng mà những cái công việc mà ví dụ như nó liên quan đến lễ Tết các thứ ấy, thì đa phần đàn ông làm. Thậm chí là mùng 1 Tết là đa phần là bố anh xuống bếp để nấu ăn. Ừ, còn ngày thường thì là tùy ai rảnh thì nấu. Bà bảo là lúc nào anh một về kênh, thì... một cái nên còn nhá, còn như ấy. Còn như mà phong cái khởi ông với lưu tao kinh nó à. Quân nạp thế, quân nạp thế. Bà bảo gì? Bà em bảo là lúc nào mà anh về thì bà em chuyển đến là tặng anh một cơ. Một cân á, một cân. Cầu ký là... Một cân gạo nếp để anh mang về. À. Xong rồi bố anh làm, xong rồi mẹ lại mang về cái lên cho bà ăn. À. Ôi nhất trí, đơn giản, được. À. Thế về anh sẽ tự tay anh sẽ gói bánh chưng. Ấy tua biết hả, tua ba biết hả, ra bánh thì biết hả, theo cho mẹ ăn. Bà lên thì bà lại ra bánh, xong rồi mẹ anh về cho, mang về cho bà, bà lấy kia ăn. À, hai bà chưa biết nhau tình cảm ghê nhỉ. Mẹ mình thì kém bà nội của Dín có 1-2 tuổi thôi à. Và ông cũng như vậy, ông cũng hơn bố mình một vài tuổi. Nên là mình gọi bằng bác bá. Gọi Dín bằng em nhưng mà gọi ông bà mình bác bá. Cứ tuổi nào gọi như thế nhỉ, quan trọng gì? Quan trọng là tình cảm thôi, không quan trọng xưng hô đâu. À, Tuyết tạo dáng đẹp anh chụp cho bức ảnh. Gì lúc nào cũng cười được nha. Mặt rất là tươi. Chắc chắn rồi. Vừa nay anh về thấy ông đang đi bên kia kìa. Ông bảo là sáng ăn cỗ rồi nhưng mà chiều lại có cỗ, là đi ăn cỗ tiếp rồi. Ông vẫn tỉnh táo lắm. Vừa đi một dọc đường kia gấp khủng. Hôm nay có cỗ của làng, anh thấy dọc xung quanh cái đường ra đây 4-5 người cứ nằm ở bờ ruộng á, xong ngã quịch. Nhà này nè. À, nhà đằng sau lưng hả? Gia đình của Dín thì đun khá là nhiều củi đấy. Bởi vì ngoài cái công việc nấu ăn ra thì còn dùng để sưởi ấm nữa. Lúc nào căn bếp cũng có lửa. S xì với X xì chứ làm gì có sở nặng sở nhẹ. N với N thì L thấp L cao. Ngày xưa kiểu như là học còn nhỏ ấy thì mọi người cứ nói thế cho nó dễ nhớ ấy. Sai hết kiến thức cơ bản rồi. Bây giờ nhìn cái giáo trình của tụi nhỏ lớp 1, lớp 2 anh không dạy được đâu. Mình không dạy theo cách của mình được đâu, phải để cho thầy giáo dạy. Mình dạy theo mình, theo cách của mình là sai hết đó. Bây giờ cái giáo dục cũng thay đổi nhiều rồi. Năm rưỡi rồi các bạn ạ, cuối cùng thì bà và em Dín mình vào phụ được một chút rồi. Đã chặt xong hết những cái cành củi này rồi và bó lại rồi. Được xem là 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bó. Chu kỳ để hết dây của một bó nữa mà hết dây mất.
Còn bây giờ thì sẽ gùi củi về nhà đã. Làm một chuyến thôi, xong là mai lên gùi tiếp. Dín hái cả hoa đào về, mấy cành hoa đào về để mai trên trường có lễ hội gói bánh. Bày mâm ngũ quả. À, bày mâm ngũ quả. Vừa nói anh quên mất, để trang trí. À, thế là gùi củi ông bổ về trước à? Không, cái này là của cô chú bổ ấy. À. Thế là không gùi củi bó đâu đúng không? Củi bó là mấy hôm nó khô đã. Nên à. Là phải nặng. Ừ đúng rồi. Cái này nó khô hơn thì gùi về trước. Đó. Còn cái củi bó mà được 10 bó kia thì sẽ để nó khô rồi gùi về sau. Ở trên này không ai lấy của mình đâu nhỉ? Không có. Ừ. Tôi cởi con đi. Đấy, Tết gùi cái này trên lưng mấy bông hoa trông như thiếu nữ ấy. Trông giống như cái bạn hay bán hoa ở trên Hà Giang. Có tiết dưới á. Xếp củi lên thế có phải buộc vào không em hay là cứ không. À nó dựa vào lưng không rơi được đâu nhỉ? Ồ. Ồ Tuyết cũng gùi á? Gùi ít thôi. Đang tuổi lớn ấy. Có tự lên lưng được không? Có tự lên vai được không? Bà cầm đào cho. Tuyết thử lên vai anh xem là có lên được không? Tuyết đây. Nặng quá à? Có lên được không Tuyết? Thôi không lên được thì thôi bỏ bớt ra. Khổ quá. Bỏ bớt ra em ạ. Nặng quá, nó vẫn còn hơi tươi tươi. Dín sợ dập hoa. Cũng được, nguy hiểm lắm. Thôi, thế thôi đấy, đi cho nhẹ nhàng, xa, nặng lắm. À, xem dính lên vai thế nào nào. 1, 2. Bà lên cái được luôn. Mình sẽ muốn quay ghi lại hình ảnh thực tế trong cuộc sống của gia đình thế nào. Đó, nên là mình sẽ một lát nữa khi mà dính mệt quá rồi thì mình sẽ phụ sau. Dốc lắm đấy các bạn nhá, nhìn trong màn hình thì không dốc thôi. Nhưng mà chỗ này nó là sườn dốc mà, dốc lắm. Một hình ảnh quá đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn những thấy những người phụ nữ Mông tuyệt vời không? Họ lao động rất là chăm chỉ, miệt mài. Ngoài ra thì buổi tối luôn luôn là những người đi ngủ muộn nhất. Như mình ở gia đình em Dín một tối thì ông cũng như là mình và hai em trai đi ngủ trước. Mà bà với Dín vẫn ở bếp để thêu thùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả? Ơi, sao? Sao? À, có gì? Hả? Quên rồi à? Quên. À, lúc anh để trên tảng đá kìa. Có sao không? Để trên tảng đá chỗ chặt cuối cùng ấy. Dín. Dín có thể ngã nhưng cành đào thì không thể được xước được đúng không? Ấy, mất mấy bông rồi. Dín dù gùi nặng đến đâu cũng không được phép cho cành đào bị chảy xước. Rất thích cái đẹp. Ủi chỗ này trốn thế. Dín dốc trường quá các bạn, là mưa mà. Xuống một cái thung lũng, sau đó lại lên các bạn ạ. Nhà Dín thì ở lưng chừng núi mà. Đấy các bạn ạ, mình cầm đào và gùi đỡ em Dín một đoạn ngắn rồi. À, gùi cái này phải đi cúi hơi cúi xuống thì củi nó mới không rơi. Vừa bị rơi mất một thanh. Đấy, phải đi cúi cúi này. Để cho anh đi trước xem cái dáng của anh, xem có giống có giống người Mông không nhé. Ai à, mạng ghê này, còn gì đi, không khác gì à. Vâng, để đấy đi. Anh chỉ cần ngả một phát thôi là được mà. Ngả nó cứ đổ à? Ừ. Không. Không. Nghiêng sang bên này đi. Ok. Một, hai, ba. Ồ, như củi đen đấy nhỉ? Vẫn còn. Đó các bạn ạ, à, vừa rồi thì Long đã cùng đồng hành với bà nội và em Dín cũng như em Tuyết đi cái hành trình đi lên nương lấy củi các bạn ạ. Thực sự là những cái công việc vô cùng là vất vả. Nhưng các em mới tuổi ăn tuổi học thôi đã phải làm lụng tất cả công việc đó rồi. Cũng rất là may mắn đợt này thì ông bà còn đã về rồi nên cũng phụ được Dín rất là nhiều việc. Chứ ngày thường là tất cả những công việc như bây giờ Long đang quay đây là đều một bàn tay của em Dín lo toan tất cả cho... Một mình em Dín lo toan tất cả cho gia đình. Và có lẽ là video truyền tải của ngày hôm nay của Long xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.